Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng vào ngày 20 tháng 10. Thưa quý vị, trong khi bất hòa giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn không ngừng gay gắt, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông, thì mới đây Washington đã có động thái bất ngờ nhắm vào các hoạt động của chính quyền Bắc Kinh ở khu vực này. Điều này có ý nghĩa gì? Xung đột giữa hai cường quốc còn xoáy vào vấn đề nào nữa? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng của FBNC để cùng tìm hiểu về các vấn đề này. Mỹ đang mở lối trừng phạt Trung Quốc vì các hành động phi pháp ở Biển Đông. Cụ thể, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ SFRC ngày 19 tháng 10 đã thông qua dự luật trừng phạt các cá nhân và thực thể Trung Quốc liên quan đến hành động trái phép ở các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo Thượng nghị sĩ Marco Rubio, dự luật yêu cầu phong tỏa tài sản và từ chối thị thực đối với những công dân, thực thể Trung Quốc tham gia vào các dự án phát triển trên Biển Đông. Dự luật cũng nhắm tới các hành động, chính sách đe dọa hòa bình, ổn định tại hai vùng biển trên. Theo truyền thông, dự luật được hai thượng nghị sĩ lưỡng đảng Marco Rubio và Ben Cardin bảo trợ. Trên website của ông Rubio, vị quan chức đang thông báo nêu rằng ông và ông Cardin hoan nghênh động thái của Ủy ban Thượng viện Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng không có mối đe dọa nào đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở lớn hơn Trung Quốc và lực lượng vũ trang nước này. Theo ông Rubio, phó chủ tịch Ủy ban Tình báo kiêm thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại, rủi ro đối với lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ tại khu vực là có thật. Do đó, Mỹ cần các công cụ bổ sung để đối đầu với Trung Quốc. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cardin nhận định hành vi hung hăng của Trung Quốc ở cả Biển Đông và Biển Hoa Đông phải được kiểm soát ngay lập tức. Ông khẳng định dự luật gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng Mỹ sẽ bảo vệ dòng chảy tự do thương mại và tự do hàng hải, bảo vệ chủ quyền của các đồng minh và thúc đẩy giải pháp ngoại giao hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Như lời chủ tịch SFRC Bob Menendez viết trên mạng xã hội Twitter, đạo luật trừng phạt Biển Hoa Đông và Biển Đông 2021 sẽ được chuyển tiếp đến Thượng viện. Động thái của Washington diễn ra giữa lúc hai cường quốc vẫn đang căng thẳng liên quan đến sự cố tàu ngầm của Mỹ ở Biển Đông. Ngày 7 tháng 10, Hải quân Mỹ thông báo tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đã va phải một vật thể dưới nước ở vùng biển quốc tế. Vụ việc xảy ra trong lúc USS Connecticut di chuyển về vùng lãnh thổ Guam của Mỹ. Nói về vụ tai nạn, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc lưu ý đây là hậu quả trực tiếp từ chính sách của Washington khi liên tục điều tàu quân sự và máy bay đến để gây rối. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Tan Kefei, Bắc Kinh nhận thấy rằng quân đội Mỹ cố tình trì hoãn và che giấu các chi tiết của vụ việc. Hành động thiếu trách nhiệm và thiếu minh bạch như vậy có thể dễ dàng dẫn đến những tính toán sai lầm, ông Tan nhấn mạnh. Cũng tại khu vực Biển Đông, lực lượng không quân thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần đây đã huy động các phi đội máy bay ném bom chiến lược thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật. Cuộc diễn tập tấn công được tổ chức nhằm mục đích kiểm tra khả năng tác chiến của phi công trong điều kiện thời tiết phức tạp. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến nóng nhất về tình hình thế giới trong phần điểm tin nhanh ngay sau đây. Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc vừa tiết lộ, nước này đã triển khai hơn 100 hệ thống phóng tên lửa tầm xa tiên tiến tới trấn giữ vùng biên giới với Ấn Độ trên dãy Himalaya. Động thái được xem là màn trả lễ cho việc quân đội Ấn Độ triển khai 3 trung đoàn với lựu pháo siêu nhẹ M777 dọc theo đường kiểm soát thực tế với Trung Quốc. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế phát sóng lúc 11 giờ trên kênh FBNC để biết thêm chi tiết. Vào sáng hôm nay ngày 20 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công một mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới. Theo KCNA, tên lửa kiểu mới có nhiều công nghệ dẫn đường tiên tiến và được phóng từ cùng tàu ngầm 8.24 Yeongu. Tàu ngầm từng thử nghiệm thành công SLBM đầu tiên của nước này vào 5 năm trước. Giữa lúc đó, ở Hàn Quốc cũng đang khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế lớn nhất từ trước đến nay. Trong cùng ngày, buổi triển lãm đã phô diễn những máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, máy bay không người lái và công nghệ tiên tiến khác của Hàn Quốc. Trong một tuyên bố, Không quân Mỹ cho biết ít nhất 170 lính Mỹ đã có mặt ở sự kiện để trưng bày các máy bay quân sự của Mỹ. Cũng tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in hôm nay tuyên bố Hàn Quốc cần xây dựng năng lực quốc phòng mạnh mẽ để đảm bảo hòa bình. Hiện nước này đang nỗ lực xây dựng một quân đội dựa trên nền khoa học và công nghệ tiên tiến, giữa lúc Triều Tiên liên tục phát triển công nghệ tên lửa và hạt nhân. Thưa quý vị, theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, cuộc tập trận hải quân chung Trung-Nga khai mạc hôm thứ Năm 14 tháng 10 ở biển Nhật Bản đủ sức để hạ gục Liên minh An ninh AUKUS của Mỹ, Anh, Úc. Trong cuộc tập trận phối hợp lần này, Trung Quốc đã cử tàu khu trục cỡ lớn TIP-055 có lượng dạng nước hơn 10.000 tấn tối tân nhất của mình, trong khi Nga điều động lực lượng chủ lực của hạm đội Thái Bình Dương.
Tại Myanmar, đài truyền hình của chính quyền quân sự cho biết hơn 5.600 tù nhân chính trị vừa được phóng thích. Họ bị bắt giam do biểu tình phản đối đảo chính vào hồi tháng 2. Tuy nhiên, các nhà hoạt động và truyền thông địa phương cho hay nhiều tù nhân đã nhanh chóng bị bắt giam trở lại, bao gồm nhiều chính trị gia và phóng viên. Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tiến hành khám xét hai ngôi nhà của người thân nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska ở New York và Washington, theo đại diện của tỷ phú nói với Reuters hôm 19 tháng 10. FBI khám xét nhà theo lệnh tòa án liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ năm 2018 đối với các cá nhân Nga bị cáo buộc liên quan can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Cũng liên quan đến Nga, trong chuyến thăm đến Ukraine vào thứ Ba vừa qua, khi được hỏi về việc Nga phản đối việc Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng không có một bên thứ ba nào có quyền ngăn cấm Ukraine gia nhập liên minh quân sự này. Ông khẳng định Ukraine có quyền quyết định chính sách đối ngoại trong tương lai của mình. Trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Blaszczak vừa qua cho biết gần 6.000 binh sĩ hiện đang bảo vệ biên giới giữa nước này với Belarus nhằm đảm bảo an ninh trước làn sóng di cư gia tăng. Theo lực lượng biên phòng Ba Lan, tính đến ngày 17 tháng 10, nước này đã ghi nhận khoảng 9.600 trường hợp nỗ lực vượt biên trái phép. Tại Afghanistan, chính quyền mới của Taliban cho biết họ hy vọng sẽ xây dựng một bước tiến đầy tích cực với đặc phái viên mới của Hoa Kỳ về Afghanistan. Trước đó, ông Zalmay Khalilzad, người đã giữ chức đặc phái viên Hoa Kỳ về Afghanistan từ năm 2018, đã xin từ chức. Người thay ông Khalilzad là cấp phó Tom West. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF cho biết có 10.000 trẻ em đã bị giết hoặc bị thương kể từ khi một liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu can thiệp vào nước này kể từ tháng 3 năm 2015, sau khi nhóm Houthi liên kết với Iran lật đổ chính phủ. Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị theo dõi lại bản tin trưa lúc 12 giờ phát sóng trên kênh FBNC. Tại Trung Quốc, nước này mới đây quyết định bỏ tù 20 quan chức vì tham nhũng liên quan đến vụ sập khách sạn cách ly COVID-19 hồi năm ngoái. Vụ việc xảy ra ở thành phố Tuyền Châu, cướp đi sinh mạng của 29 người và khiến 50 người khác bị thương. Lúc đó, khách sạn 66 phòng chính là nơi cách ly tập trung của người đi từ vùng dịch trở về Tuyền Châu. Thưa quý vị, mưa lớn liên tiếp gây lũ lụt và sạt lở đã khiến hơn 60 người chết ở Ấn Độ trong vài ngày qua. Quân đội và quan chức ứng phó thiên tai đã dùng xuồng và trực thăng để thực hiện cứu nạn. Xin mời quý vị xem lại bản tin quốc tế nóng phát sóng lúc 15 giờ 30 phút trên kênh FBNC. Một vụ việc thương tâm, thưa quý vị, một người đàn ông Israel được nhìn thấy treo lủng lẳng trên kinh khí cầu ngay trước khi rơi xuống đất tử vong. Vụ việc xảy ra vào hôm qua, 19 tháng 10, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân. Truyền thông đưa tin nạn nhân là một thành viên của đội hỗ trợ bay khinh khí cầu. Mới đây, Nhà Trắng xác nhận Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã vào cuộc giải cứu nhóm nhà truyền giáo người Mỹ và Canada đã bị bắt cóc ở Haiti vào cuối tuần qua tại khu vực bên ngoài thủ đô Port-au-Prince. Được biết, nhóm băng đảng bắt cóc có tên là 400 Malgozo đang đòi khoản tiền chuộc 17 triệu đô la Mỹ. Vừa qua, tại cuộc họp của Hội đồng Điều phối Chính phủ phòng chống COVID-19, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova đã đề nghị một tuần không làm việc để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dịch bệnh và sẽ được áp dụng cho toàn liên bang. Bà Golikova cũng thừa nhận đây là biện pháp khó khăn, tuy nhiên bà hy vọng chính phủ và người dân ủng hộ để nhanh chóng dập dịch. Trong nỗ lực thúc đẩy ngành kinh tế phát triển hơn nữa, Trung Quốc đã tiến hành tự đóng con tàu du lịch lớn đầu tiên. Theo cập nhật từ nhà sản xuất tàu, công đoạn xây dựng cấu trúc của con tàu du lịch này đã được hoàn thành hôm thứ Hai 18 tháng 10 tại Thượng Hải. Để có thể hoàn thành con tàu du lịch lớn Made in China đầu tiên, sẽ phải có sự góp công từ nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất, cơ điện, kiến trúc, trang trí, văn hóa và nghệ thuật. Xin được chuyển sang một số thông tin về kinh tế, thưa quý vị. Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu diễn ra ở London, Anh, chính phủ nước này thông báo vừa đạt được thỏa thuận đầu tư với tỷ phú Mỹ Bill Gates để giảm chi phí cho các công nghệ xanh mới nhằm giúp hai nước đạt được các mục tiêu về khí hậu. Ông Gates cho biết ông đang xem xét nhiều dự án để xem dự án nào thực sự cần đầu tư. Nếu được, ông sẽ đầu tư ngay mà không trì hoãn. Tại Israel, công ty khởi nghiệp AIR mới đây đã ra mắt chiếc máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện. Với lời quảng cáo là rất dễ vận hành, họ nhắm đến sẽ bán trực tiếp cho người tiêu dùng chủ yếu ở Mỹ, bắt đầu vào năm 2024. Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết nền kinh tế Afghanistan có thể sụt giảm tới 30% trong năm nay, có thể dẫn đến tình trạng đổ vỡ. Theo IMF, một lượng lớn người tị nạn có thể gây gánh nặng cho các nguồn lực công ở những quốc gia tiếp nhận, gây áp lực lên thị trường lao động và dẫn đến căng thẳng xã hội.
Tại Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách phục hồi kinh tế ông Daishiro Yamagiwa mới đây cho biết họ sẽ thành lập quỹ tài chính lên tới 100 tỷ yên, tương đương với 880 triệu đô la, để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp. Kế hoạch này dự kiến sẽ được chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đưa vào các biện pháp kích cầu trong giai đoạn cuối năm nay. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới, còn bây giờ từ khóa được chú ý trong ngày với hơn 100.000 lượt tìm kiếm trên Google là đội bóng Paris Saint-Germain. Rạng sáng ngày 20 tháng 10, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong 7 phút giúp Paris Saint-Germain lội ngược dòng đá bại RB Leipzig 3-2 trên sân nhà ở lượt trận thứ 3 bảng A Champions League. Trong trận vừa qua, thì Paris Saint-Germain vắng Neymar trong đội hình xuất phát vì chấn thương, nhưng không vì thế mà sức mạnh đội bóng giảm sút. Bộ đôi Lionel Messi và Kylian Mbappe đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn vào lưới của đối thủ đến từ nước Đức. Đặc biệt là Messi đã có lần đầu ghi cú đúp cho Paris Saint-Germain. Thắng trận này, đội bóng từ Pháp giữ vững ngôi đầu bảng A với 7 điểm, hơn Man City 1 điểm. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin công nghệ mới nhất mà chắc hẳn các tín đồ nhà táo rất mong chờ trong những ngày qua. Tại sự kiện Unleashed mới đây, Apple đã trình làng hai phiên bản MacBook Pro mới và thay đổi lớn về thiết kế cũng như nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình. Về tổng thể, lần đầu tiên ở dòng máy tính xách tay chuyên nghiệp, Apple đã bổ sung thêm các mẫu máy 14 inch và 16 inch và mang tới làn gió hoàn toàn mới với màn hình thiết kế tai nhỏ nổi bật. Màn hình công nghệ mới Liquid Retina Pro XDR có thể đạt độ sáng 1600 nit, hỗ trợ giải màu DCI-P3 và True Tone. Ngoài ra, nhà táo còn quyết định loại bỏ thanh Touch Bar OLED trên bàn phím và hồi sinh hàng phím chức năng. Góc phải bàn phím vẫn là nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. Không chỉ lột xác về thiết kế, MacBook Pro mới còn được nâng cấp đáng kể về sức mạnh với bộ vi xử lý mới của Apple. Tại sự kiện, Táo Khuyết đã trình làng hai phiên bản nâng cấp của con chip Apple M1 và M1 Pro và M1 Max. Cả hai đều có CPU 10 lõi, gồm 2 lõi hiệu năng và 8 lõi hiệu suất, tùy chọn bộ nhớ, lưu trữ lên đến 8 TB. Hiện MacBook Pro 14 inch có thể đặt mua trước với mức giá khởi điểm là 1.999 đô la. Trong khi đó, phiên bản 16 inch có giá trị từ 2.499 đô la. Cũng trong sự kiện ra mắt rạng sáng 19 tháng 10, Apple đã giới thiệu tai nghe AirPods 3 có thiết kế tương tự bản Pro nhưng nâng cấp công nghệ xử lý âm thanh và thời lượng pin. Đây cũng là mẫu tai nghe không dây đầu tiên tích hợp âm thanh vòm Apple Spania Audio kết hợp Dolby Atmos. Tuy nhiên, thiết bị không hỗ trợ công nghệ chống ồn chủ động ANC. AirPods 3 có giá trị 179 đô la, đắt hơn bản tiền nhiệm 50 đô la. Người dùng có thể đặt trước từ hôm nay và thiết bị sẽ lên kệ từ ngày 26 tháng 10. Đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FPNC.